Đây, thì đó có cái bài báo đấy. Chúng ta về nhà hôm nay chúng ta tìm cái bài mở cái bài báo đấy ra. Này, đúng không? Đấy, thì bài báo bắt đầu nó miêu tả một số các cái tiêu chí để mà tính toán cái vùng cái meter đấy. Nào, theo số nào? Theo số đề. Nhá. Bước đầu tiên của nó ấy, là nó xác định cái vùng gì nhỉ? R cung T sine, đúng không? Bước đầu tiên của nó như vậy. Thế bây giờ nó làm như nào này? Là cái phần mềm ấy bắt đầu nó cứ làm sao nhỉ? Nó cứ scan làm sao đấy 78 kilobit một nhá. Chúng ta đưa cái trình tự để hỏi vào và nó cứ tìm làm sao 78 kilobit một bắt đầu từ cái đu đầu tiên, đúng không ạ? Cứ một nu và nó dịch chuyển như vậy cho đến khi nào làm sao nhờ nó gặp cái gì đấy cái tỷ lệ giữa C trên G ấy mà nó lớn hơn bao nhiêu nhờ cái giá trị là 1, đúng không ạ? Với làm sao đấy, với cái sự làm sao đấy, với cái tần suất xuất hiện của làm sao nhờ của C ấy, là trong cái khoảng từ bao nhiêu, từ 11 chuyên bao nhiêu nhờ 13 nu, có nghĩa là cái vùng đấy chúng ta thấy là cứ 11 chuyên 3 nu xuất hiện một gì nhờ một C, được chưa? Sau đấy bắt đầu nó lại scan một cái khoảng trình tự là dài bao nhiêu nhỉ? 128 nút, đúng không ạ? Được chưa? Đấy. Bây giờ làm sao nhỉ? Bây giờ làm sao đấy? Nó lấy 78 cộng thêm 50 nút, đúng không ạ? Để mà xác định xem tức là gì đấy? Cái vùng làm sao cho cái tỷ lệ C và trên G là lớn nhất, đúng không ạ? Được chưa? Đó. Thế là một, sau khi nó xác định cái vùng ROT này thì bắt đầu nó xác định xem là cái vị trí làm sao nhỉ? Cái vị trí bám của đá đô này, đúng không? Cái số nào được second step nhỉ? Để nó xác định cái vị trí làm sao nhỉ? Dừng của cái enzyme anaquinaza, đúng không? Thế thì thứ nhất tức là làm sao nhỉ? Nó sẽ xác định cái gì nhỉ? Cái hairpin structure, nhá? Cái cấu trúc cái tắc này, đúng không ạ? Với làm sao thông thường cái cấu trúc tắc đấy sẽ có cái phần trăm gì nhỉ? Rồi C là gì đấy? Lớn nhá. Được chưa nào? Ít nhất là từ bao nhiêu? 4 đến 8 nu, đúng không ạ? Và sau đó làm sao nhỉ? Đó là nó sẽ ngoài ra thì còn nó có một cái số các cái vùng trình tự có tính bảo thủ làm sao nhỉ? Thông thường là G11, G10, sau đó là CT, đúng không ạ? G1. Đó, thì đấy nó có một số các cái vùng trình tự bảo thủ khác. Có hai cao xuống nào, cao xuống nữa đấy nhá, tôi chỉ có nói cao xuống rồi. Thế thứ nhất nhá, thứ nhất là xác định cái vùng rồi đấy, của đầu cũng tê sai, đúng không ạ? Về cái chỉ tiêu tức là cái tần suất, cái tỷ lệ của C và trên G trên cái vùng đấy là lớn 1 này, và cái sự xuất hiện của cái quý nu C là cứ bao nhiêu nhỉ, 11 đến 13 nu lại xuất hiện của C một lần, đúng không ạ? Sau đó đến vùng thứ hai là xác định xem cái vùng làm sao, những cái vùng khoác của gì đấy, của gì của cái ana làm sao nhỉ, của cái ana polymerase chúng ta, đúng không? Thì thông thường là nằm trong khoảng 150 u đường sau, đúng không ạ? Thì thông thường là sẽ có mặt của gì nhỉ, của cái cấu trúc thứ hai này. Tiếp theo nữa là cái gì đấy, là có sẽ có mặt của làm sao một số các cái trình tự có dạng này, chúng ta nhìn thấy nhỉ, gg nhỉ, đúng không ạ? Gg vị trí 11 này. Sau đó chúng ta cũng loại các cái nu kiểu làm sao dcg vị trí 1 đấy, đấy là những cái vùng thông thường gọi là trình tự bảo thủ, một trong hai cái vị trí nhá. Okay. Thì vừa rồi là chúng ta có happy rồi, đúng không? Vùng trên đấy chắc là cái vùng ROT sai, vùng cái bám của Rato. Đây, được chưa? Đấy, bài báo này nó làm như vậy nhá. Thế thì phần mềm nó không chạy,